Quốc Đại tiết lộ lý do từng khóa máy, cắt liên lạc với vợ chồng Cẩm Ly. Ca sĩ Quốc Đại có dịp trải lòng về hành trình nghệ thuật, đồng thời tiết lộ về mối ân tình với vợ chồng Cẩm Ly trong hậu trường chinh phục thần tượng. Ca sĩ Quốc Đại đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 rồi trở thành ca sĩ của Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không may sau đó, anh bị tổn thương thanh quản, không thể tiếp tục ca hát. Năm 2004, khi sức khỏe bình phục, giọng ca Cà Phê Miệt Vườn phát hành album đầu tay với toàn bộ số tiền dành dụm sau nhiều năm. Chia sẻ thêm về hành trình làm nghệ thuật, Quốc Đại tự nhìn nhận bản thân là một ca sĩ không có ngoại hình, trong khi trên thị trường âm nhạc lúc bấy giờ có rất nhiều trai xinh gái đẹp. Điều anh tự tin nhất ở mình chính là giọng ca. Thế nhưng album khi phát hành lại mất hút, không được mọi người quan tâm. Cú sốc này khiến giọng ca 7X bị trầm cảm và có ý định bỏ nghệ thuật, làm nghề khác để kiếm sống. Trong những tháng ngày bế tắc đó, một cơ hội bất chợt đến với giọng ca yêu một mình. Trong một lần đi diễn ở Vũng Tàu, anh gặp được vợ chồng Cẩm Ly. Một tháng sau, Quốc Đại nhận được cuộc gọi từ nhạc sĩ Minh Vi, mời làm ca sĩ độc quyền của trung tâm. Đứng trước cơ hội lớn này, nam ca sĩ thừa nhận mình không đủ tự tin vào bản thân để có thể trải nghiệm những điều mới. Sau cuộc điện thoại, giọng ca 7X đã tắt máy 3 ngày, không dám gọi lại cho ông chủ của Kim Lợi Studio. Được sự động viên từ gia đình và vợ chồng Cẩm Ly, nam ca sĩ mới dám ký hợp đồng. Từ khi đầu quân về trung tâm, cái tên Quốc Đại được nhiều khán giả biết đến vì những màn song ca ngọt ngào với ca sĩ Cẩm Ly. Các sale của anh tăng gấp 5 lần. Cho đến nay, dù không còn là ca sĩ độc quyền, nhưng những ân tình mà vợ chồng Minh Vi dành cho Quốc Đại thì lời cảm ơn không bao giờ là đủ. Quốc Đại không chỉ là giọng ca trữ tình, quê hương, anh còn là một nghệ sĩ đa tài khi có thể hát được tất cả các dòng nhạc như cải lương, nhạc trẻ, nhạc cách mạng. Chính sự đa tài này khiến cho ca sĩ Dương Hồng Loan không ít lần ganh tị vì có nhiều chương trình nữ ca sĩ muốn tham gia nhưng lần nào cũng thấy ca sĩ Quốc Đại. Đồng tình với Dương Hồng Loan, Tố Ni không ngại kể xấu Quốc Đại trong chương trình chinh phục thần tượng. Giọng ca chờ người, ghim đàn anh khi lần nào xuất hiện cũng mặc trang phục màu sắc sặc sỡ, khiến cho đồng nghiệp bị chìm nghiễm. Khi được hỏi về lý do chọn hát những ca khúc buồn đứt ruột, Quốc Đại thừa nhận gương mặt của anh hợp với vai bị người yêu bỏ, yêu đơn phương, trả nợ tình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện tại, nam ca sĩ là một người sống tích cực. Đối với anh, tiền tài và danh vọng dễ có cũng sẽ dễ mất đi nên bản thân cứ để mọi sự tùy duyên. Trong chương trình chinh phục thần tượng dự kiến lên sóng lúc 21 giờ ngày 26 tháng 10 trên THVL1, ba thí sinh Hồ Khắc Tùng, Sương Sương, Đoàn Chính Thuần sẽ thể hiện khả năng ca hát để thuyết phục Quốc Đại lựa chọn song ca cùng.